Mình ngâm nước lọc bình thường gì thì nó cũng phải trắng vậy ha. Đó, bắp chuối này á, là mình đã bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh được 5 ngày và dùng như cái cách mình đã chia sẻ với các bạn đó. Bắp chuối nó vẫn còn giòn và nó còn trắng như thế này, nó không bị thâm đen nha. Mến chào anh chị và các bạn, chào mừng cả nhà đã đến với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ chia sẻ đến anh chị và các bạn cái mẹo sắc bắp chuối trắng giòn, bảo quản được lâu mà mình không cần dùng cái chanh, giấm hay nước muối gì hết, mà đó là mình chỉ dùng cái nước lọc bình thường nha các bạn. Ở đây thì mình có chuẩn bị trước hai cái thao nước lọc, để tí xíu đó mình sẽ ngâm và mình sang cái thao này. Với cách này thì mình sẽ bảo quản bắp chuối ăn được lâu, trắng giòn rồi không bị hôi ê ha. Nếu các bạn dùng chanh hay hạnh thì cái bắp chuối của mình nó cũng trắng nhưng mà nó có cái độ chua đó, bảo quản ăn lâu thì nó sẽ nhanh cái bị hôi ê, bị chua. Thì hôm nay mình dùng cái cách này rất là đơn giản, chỉ là nước lọc bình thường như vậy thôi ha. Thì bây giờ á, các bạn muốn biết cái cách này nó có hiệu quả hay không thì mời cùng xem clip với mình nha. Giờ thì mình sẽ xắt cái bắp chuối này ra. Bắp chuối này là hồi sáng ông xã mình đi vườn hái, nó tươi xanh luôn nè các bạn. Thì mình loại bỏ những cái bẹ bên ngoài á, bẹ bên ngoài nó bị hơi già. Bắp chuối ở vườn á, mình đi á, mình thấy nó chỗ hết cái trái bự rồi thì mình cũng hái liền nha. Chứ mình để á, nó đeo quá thì cái bồn chuối mình nó sẽ bị lép. Và mình hái về thì mình cũng nên sắt liền để mình bảo quản. Chứ để chừng 3 ngày là cái bẹ chuối á, những cái bẹ này nè, nó sẽ héo và trái nó bị thâm. Vậy thì cái chuối của mình nó không có tươi cũng không có ngon ha. Hôm rồi mình có chia sẻ một cái để làm bắp chuối trắng từ nước mưa thì có bạn dạng bình luận nói là nước mưa thì nó hơi khó tìm, rồi không có nước mưa thì mình làm bằng nước khác được không? Thì hôm nay mình chia sẻ cách này để anh chị và các bạn cùng tham khảo thêm nha. Mình cắt cái cùi chuối ra gì đó để mình bỏ những cái trái chuối này nè, dễ lắm, mình lặn ra gì nè. Cái cùi chuối nó chát lắm nên mình cắt ra mình bỏ ha. Đó. Rồi cái mình chưa có xắt liền thì mình cho vào trong thau nước mình ngâm trước nha. Để chuối này nó không có bị thâm. Đây là cái nước lọc bình thường thôi, mình nhắc lại để anh chị và các bạn rõ hơn nha. Mình không cho gì vào đây hết, không cho giấm, không cho muối, không cho chanh hay hạnh gì hết. Cái cách này thì mình thấy rất là đơn giản nên mình chia sẻ cho anh chị và các bạn cùng tham khảo ha. Rồi thì giờ mình xắt chuối. Các bạn có thể dùng dao bào. Còn ở đây thì mình xắt bằng thớt như thế này. Xắt chuối này thì các bạn cũng nên dùng dao trắng. Nếu mình dùng cái dao đen đó thì cái mũi chuối nó ra. Thêm cái tên dao màu đen thì chuối nó cũng dễ bị thâm đen nữa. Đó, mình xắt cũng nhanh lắm. Chừng vài phút là rồi một cái bắp chuối rồi, nhanh lắm. Xắt cũng mỏng hay cũng đều ha. Rồi thì mình cho vào trong thau nước mình ngâm. Xắt xong là mình cho vào trong thau mình ngâm liền ha. Để cái mũi chuối nó ra, nó không có bị thâm. Cái cách này mình thấy rất là đơn giản và tiện. Như nhà các bạn không có chanh đó, mình có nước lọc đó thì mình cũng làm cho bắp chuối nó trắng trắng mà giòn, mình xắt cũng nhanh lắm. Rồi nếu các bạn xắt nhiều quá thì các bạn cũng có thể dùng dao bào nó nhanh hơn nữa. Này các bạn, mình mới ngâm vô chừng 1 phút
là cái muỗng nó ra nó hơi đen đen rồi nè. Cái cách này mình thấy rất là đơn giản, tiện, dễ làm á, nên mình chia sẻ thêm để anh chị và các bạn cùng tham khảo. Nếu anh chị và các bạn mình có cách nào mà nó tiện, nó đơn giản và nó hiệu quả hơn nữa thì có thể để với phần bình luận á, cho mình và mọi người cùng tham khảo thêm nha. Đó, các bạn thấy nè, giờ nước nó ra nè, nước mũ nó ra nó hơi đen đen vậy đó. Mình ngâm khoảng 5 phút rồi là cái bắp chuối của mình nó sẽ ra nhiều mũ và bắp chuối nó sẽ trắng lên liền luôn. Nãy giờ mình đã xắt xong cái bắp chuối này các bạn, thì mình đã ngâm trong cái nước lọc này khoảng được gần 10 phút rồi nè. Giờ cái nước nó đã ra mũ nó đen gì nè, thì giờ mình sẽ sang qua cái thao nước thứ hai. Cái thao nước hai này vẫn là nước lọc bình thường, không cho gì hết nha các bạn. Mình đổ thêm cho nước nó ngập cái bắp chuối nha, để cho nó ra mũ nó không có bị đen. Và mình ngâm tiếp cái thao nước thứ hai này nè khoảng từ gần 10 phút nha các bạn. Nãy giờ mình ngâm trong cái thao nước thứ hai này là khoảng được 10 phút nha các bạn. Rồi giờ thì mình sẽ xem cái nước nó hết có đen chưa nha. Nếu cái nước hết đen thì mình khỏi còn ngâm nữa. Còn nếu cái nước nó còn đen gì nè thì mình tiếp tục mình ngâm thêm một nước thứ ba nữa nha. Bắp chuối lúc này thì nó cũng trắng mà chưa có được trắng nhiều, nên mình sẽ ngâm thêm một nước nữa. Nếu các bạn có nước mưa thì mình ngâm nước mưa nó càng nhanh trắng hơn nha. Còn hôm nay thì mình chia sẻ với cách là ngâm với nước lọc bình thường, vì lúc này là mùa nắng các bạn nên khó kiếm nước mưa. Mình ngâm nước lọc bình thường gì thì nó cũng phải trắng vậy ha. Nãy giờ mình ngâm thêm ở trong nước thứ ba này được 10 phút rồi các bạn. Thì giờ mình coi cái nước nó trắng đi nha. Nó trắng rồi thì mình sẽ dớt bắp chuối ra luôn, không cần ngâm nữa. Cái nước này bây giờ thì nó trắng gì cũng được rồi nè các bạn. Nếu các bạn muốn trắng hơn thì các bạn ngâm thêm một nước nữa ha. Còn này là mình thấy trắng gì là được rồi nè. Giờ thì mình sẽ dớt ra gỗ để cho ráo nước và mình cho vào trong ngăn mát tủ lạnh để mình bảo quản nha. Đó, bắp chuối lúc này là nó trắng tươi luôn rồi nè. Như các bạn thấy nè, cái nước bây giờ thì nó cũng đã trong trong rồi ha. Mình không cần cho chanh, giấm, mấy hạnh hay muối gì hết. Cái cách này thì mình đã làm rất là nhiều lần. Cũng như cách này mà mình cũng làm cái bắp chuối này mình bảo quản được 5 ngày nè các bạn, bắp chuối nó vẫn tươi và trắng như thế này cho các bạn xem ha. Đó, bắp chuối này là mình đã bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh được 5 ngày và dùng như cái cách mình đã chia sẻ với các bạn đó, bắp chuối nó vẫn còn giòn và nó còn trắng như thế này, nó không bị thâm đen nha. Vậy thì rất là đơn giản, mình đã chia sẻ đến anh chị và các bạn cái mẹo sắc bắp chuối trắng giòn, không cần dùng tới chanh, muối hay hạnh gì hết. Và bảo quản bắp chuối ăn từ 1 tuần đến 10 ngày trong ngăn mát tủ lạnh ha. Nếu anh chị và các bạn thấy cách này tiện và đơn giản, hữu ích thì hãy thử làm. Và anh chị và các bạn thấy cách nào mà đơn giản, hiệu quả hơn thì có thể để phần bình luận cho mình và mọi người cùng tham khảo nha cả nhà. Mình xin tạm dừng clip tại đây ha. Mến chào, hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những clip tiếp theo nữa nha.